Đến với chương trình tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự của một chị gái. Trước mặt mẹ chồng, chồng mắng một câu khiến tôi đau như cắt. Chị muốn ly hôn và rời bỏ anh ngay lập tức. Nhiều khi tôi ngồi ôm con mà tủi thân đến phát khóc. Và rồi những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Năm 28 tuổi tôi lấy chồng. Chồng tôi làm ngân hàng, mức thu nhập trung bình hàng tháng cũng phải chục triệu. Đó là chưa kể đến những khoản tiền mà anh ấy kiếm được từ bên ngoài và những mối làm ăn khác. Ngày trước khi mới yêu nhau, anh luôn quan tâm và chiều chuộng tôi. Bởi vậy mà tôi yêu anh đắm đuối. Dù cho bố mẹ có cấm cản, tôi cũng không thể dứt ra được. Nhưng kể từ sau khi kết hôn, dường như tính cách của anh thay đổi hẳn. Anh thường xuyên ca thán, bộc lộ bản tính gia trưởng và luôn muốn kiểm soát tôi. Công việc của tôi từ trước khi đi lấy chồng đến nay thì vẫn như thế. Tôi làm giờ hành chánh cho một công ty. Ngoài công việc hàng ngày, tôi còn phải tham gia các cuộc họp để ghi chép lại kế hoạch của công ty, nên thường xuyên phải đi sớm và về muộn. Điều này khiến chồng tôi bực mình. Chồng thấy tôi hay đi liên hoan với các anh chị trong văn phòng. Anh lập tức nói tôi phải nghỉ làm. Anh còn bảo sẽ xin cho tôi một công ty khác. Thế nhưng nói thì nói như thế, bởi vì tôi đã quen với môi trường và đồng nghiệp nên tôi vẫn quyết định đi làm, dù chồng có cào nhào khó chịu. Khi sinh con đầu lòng, tôi được nghỉ thai sản 6 tháng. Hết tháng thứ 5, tôi có nhờ bà nội lên chăm cháu để chuẩn bị đi làm trở lại. Thế nhưng chồng tôi nhất quyết không cho tôi đi. Anh nói, công việc của em thường xuyên phải đi sớm và về khá muộn. Mà bây giờ em đã có con nhỏ, anh không thể để em tiếp tục làm công việc này. Từ giờ em phải ở nhà chăm con, lo cho gia đình, còn chuyện tiền nong để một mình anh lo là đủ. Tôi đã ngồi nói chuyện lại với chồng, thế nhưng tình thế vẫn không thay đổi. Anh vẫn một mực bắt tôi ở nhà làm nội trợ. Anh còn nghi oan cho tôi rằng bảo tôi thích đi chơi, thích hội họp với mấy anh chị trên công ty nên mới ham đi làm lại. Nghe đến đây tôi muốn phát điên lên, nhưng nghĩ thương con nhỏ, tôi cũng không muốn đòi co nhiều với chồng, nên tôi quyết định nghỉ việc ở nhà, không đi làm nữa. Từ ngày nghỉ việc, mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào chồng. Anh đưa cho tôi bao nhiêu, tôi phải tính toán trong ngần ấy tiền. Nhưng số tiền anh đưa cho tôi thật sự là quá ít. Ngày trước tôi còn đi làm, có thiếu thì cũng có khoản để bù vào. Mà bây giờ khoản thu thì tôi không có, nên thiếu tôi đành phải hỏi đến chồng. Và rồi chỉ vài tháng sau, anh đã bắt đầu cáu gắt rồi xin sự với tôi. Anh bảo tôi chi tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm, tiền cứ như thế không cánh mà bay. Rồi anh lại nói tôi không đi làm thì tiêu pha cho cẩn thận vào. Nhiều lúc bị chồng nói, tôi ngồi ôm con mà tủi thân đến phát khóc. Ngày hôm qua, anh mắng tôi trước mặt mẹ chồng. Anh bảo rằng tôi là một cô vợ chỉ biết ăn bám, không kiếm ra được tiền. Thế nhưng sự thật là do anh ép tôi phải nghỉ việc, chứ tôi nào có muốn như vậy. Vậy mà giờ đây chỉ vì vài đồng tiền mà anh lại nói tôi thảm tệ như thế. Tôi thật sự chán nản quá. Tôi thật sự không muốn cuộc đời mình cứ mãi bị chôn vùi như thế này. Bây giờ tôi không biết bản thân nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này nữa. Tôi chỉ muốn ly hôn rồi quay về cuộc sống độc thân như trước kia mà thôi. Dòng tâm sự thứ hai, vay mượn tiền cho con gái ăn học, nhưng vừa ra trường con đã kết hôn luôn. 10 năm trôi qua, tôi vẫn chưa trả hết nợ. Mà nay, con rể sắp xây nhà 3 tỷ. Tại sao con rể lại đối xử bạc bẽo với gia đình tôi đến như vậy? Vợ chồng tôi làm công nhân, thu nhập chỉ đủ nuôi các con học hết cấp 3. Thế nhưng đứa con gái lớn của tôi học rất giỏi. Con ham học và quyết tâm học đại học. Nếu như cho con học tiếp, thì hai đứa nhỏ sẽ không có tiền để ăn học nữa. Tôi đã khuyên con gái lớn ngừng học để đi làm, kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi các em.
thế nhưng con không chịu. Bởi vì con biết nếu không có kiến thức thì tương lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiếm tiền. Con gái muốn chúng tôi vay tiền để cho con được đi học. Con còn tự tin hứa rằng sau khi ra trường sẽ làm việc và trả hết nợ rồi mới tính đến chuyện chồng con. Nhìn những giọt nước mắt của con gái, tôi không kềm lòng được và đã thuyết phục chồng cho con đi học tiếp. Vậy là suốt 4 năm tiếp theo, vợ chồng tôi vay mượn tiền để cho con tiếp tục con đường học vấn. Mọi người thường gia cảnh gia đình tôi nghèo khó nên cho vay lãi suất thấp hoặc không có lãi. Sau khi con ra trường đi làm được nửa năm thì dính vào chuyện tình yêu rồi có bầu. Con mới trả được một chút nợ tiền học, vẫn còn 400 triệu nữa. Chúng tôi không biết phải xoay sở như thế nào. Ngày nhà trai đến đặt vấn đề cưới xin, tôi đã bật khóc nói ra số tiền đầu tư cho con gái ăn học mà vẫn chưa trả được. Chúng tôi muốn con gái làm vài năm nữa, khi nào bớt nợ rồi mới tính đến chuyện lấy chồng. Vậy mà bây giờ con đã có thai, làm vợ chồng tôi tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì con rể đã đứng ra an ủi. Con bảo, sau khi cưới, con sẽ để số tiền mà vợ làm ra được đưa hết cho bố mẹ trả nợ. Con sẽ không động vào một đồng nào của cô ấy. Tôi tin tưởng những lời con rể nói nên đã vui vẻ đồng ý cho các con cưới. Thế nhưng sau khi lấy chồng, sức khỏe của con gái tôi yếu nên không thể đi làm được, phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, rồi sinh liên tiếp hai đứa con. Vài lần tôi nhắc nhở chuyện con gái nên xin tiền chồng gửi về cho bố mẹ trả nợ. Đến nay đã 10 năm. Nợ gốc lẫn lãi vẫn còn khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ. Thế nhưng lần nào con gái cũng than thở, bảo rằng chồng giữ tiền chặt lắm. Mỗi tháng chỉ đưa cho con 10 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt. Những tháng hết tiền sớm, con rể nghi ngờ con gái gửi tiền về cho nhà mẹ đẻ nên càng thắt chặt chi tiêu hơn. Mấy tháng này, chủ nợ hỏi trả tiền quá nhiều, làm cho vợ chồng tôi đứng ngồi không yên. Hiện tại sức khỏe của chúng tôi đã yếu, tiền làm ngày một ít, mà chi tiêu nợ nần thì mỗi ngày càng tăng. Tuần trước, con gái qua nhà tôi chơi, con kể việc chồng sẽ xây nhà 3 tỷ trên mảnh đất ông bà nội cho. Tôi kinh ngạc hỏi sao con rể có nhiều tiền như thế, thì con gái bật khóc, bảo là chồng làm quản lý, mỗi tháng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lúc nào cũng giả nghèo khổ để vợ và nhà ngoại khỏi bòn rút. Khi biết chồng có tiền xây nhà, con tôi chủ động xin con rể một ít tiền để trả nợ giúp cho bố mẹ đẻ. Nào ngờ chồng hững hờ bảo là không liên quan. Mẹ con tôi ôm nhau khóc thương cho hoàn cảnh hiện tại của gia đình. Cứ tưởng con gái lấy được chàng rể tốt, nào ngờ con lấy phải được người chồng hà tiện và giả tạo. Con gái muốn dùng tờ đơn ly hôn để ép chồng trả nợ cho nhà ngoại. Con không muốn nhìn thấy cảnh bố mẹ đến lúc chết vẫn chưa trả hết nợ. Tôi không biết khuyên con như thế nào nữa. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.